giàu đổi mạng, sang ấy thì đổi vợ. Đúng rồi đấy. Này vợ ơi, hay là mình chơi trò đấy đi. Thi thoảng cũng phải xào xáo gia đình lên một tí cho hôn nhân được thú vị. Kìa chi, các anh ấy đang có ý đổi vợ đấy. Nhân dịp này thì mình được đổi chồng. Em cũng thấy chán anh Đạt nhà em rồi. Đổi sang anh Phiêu, xem anh Phiêu thế nào. Đổi luôn còn gì nữa. Mình đi về nhà. Chị yên tâm nhá, em sẽ chăm sóc chị tốt hơn ông Đạt nhiều. Thế bảo là từ lúc lấy nhau chị bị hành nhiều lắm đúng không? Chị không phải lo nhá. Này, vào đằng kia lấy cho anh cốc nước. Sao lại phải lấy ạ? Bây giờ em là vợ của anh rồi, chồng khát nước thì anh bảo em đi lấy thì em phải lấy rồi gì nữa. Đi vào lấy đi nhanh đi. Thì ra làm vợ là phải thế hả anh? Thế anh đợi em một chút nhé, em đi lấy nước cho anh. Anh lấy nhá. Cứ làm cái quái gì đấy, hả? Sao? Sai con nào thì sai, mà đừng có sai con này. Không có cửa đâu. Nói cho bà biết, ngày trước tôi lấy ông Phiêu ấy, ông cưng phục tôi còn không ưng. Chứ anh là cái thá gì mà đòi sai tôi, hả? Cụ! Sao? Gì mà không dám? Này, anh có chân có tay, có què cụt đâu mà không làm được hả? Hay để tôi bẻ từng tay từng chân của anh ra thì hầu hạ cho chính đáng nhá. Bỏ ngay cái thói gia trưởng đi. Nghe chưa? Đuổi vợ chứ phải đuổi con quỷ cái đâu. Quả này hỏng rồi. Em không thích làm nai, làm hươu để bị săn đâu. Ôi, em thích đi săn. Em ơi. Ê, đau. Ê, bây giờ ai làm thợ săn nào? Em là thợ săn, Quen cái thói bắt nạt vợ cũ đi. Muốn bắt nạt được con này thì phải có trình đấy. Biết chưa hả? Em ơi. Đau. Đây rồi. Ông mau lên nhà tôi dắt ngay con vợ ông về đi. Người đâu thấy con rắn ngất 3 ngày liền ấy, chắc phát ốm ấy. Không phải đói trả. Ông ra ông lấy cái xẻng ông xúc con vợ ông về đi. Người đâu như con quỷ cái, ham ăn lười làm cũng chả làm được cái gì. Này. Vợ tôi có như thế nào cũng chỉ có tôi được nói thôi nhá. Vợ ông thì khác gì. Động tí là ngất chăm phát ốm ấy. Mày nói ai? Mày có xin lỗi vợ tao không? Thế như thế nào? Mày cũng vừa nói vợ tao là con quỷ cái ấy nhá. Hôm nay mày không xin lỗi này, tao cho mày lách đường ăn luôn nhá. Anh làm cái gì đây? Sao hai anh lại đánh nhau giữa đường thế này? Em lên rồi ra đây xem nào. Sao mọi người gầy to như thế này? Này, thế mày không biết đường chăm vợ tao như nào à? Sao mọi người ở đây hết thế này ạ? Vợ ơi, em đây rồi. Em phải nhà nghiền diệt ngay con rán cho anh chứ anh không dám về nhà nữa. Thương thương chồng em thế nhở? Về em diệt rán cho anh nhá. Thế thôi nhờ, vợ anh về nhà đấy chứ còn đổi chác gì nữa. Chả thấy có gì nữa. Đằng như đằng này thì em đòi đổi vợ. Thôi, tôi vợ tôi về đây. Thôi về đi. Mình cũng về em nhờ. Yeah. Bây giờ mới cho được hai lão ấy một bài học nhá. Đúng là sau này chừa cái thói chê vợ đi. Lúc sướng thì không biết đằng hưởng, có tí sóng gió mới biết trân trọng. Bà bày ra cách này lão chồng tôi sợ đến già. Lần sau cấm cô gái gú tơ tưởng gì nữa.